Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 1 tháng 9 năm 2021, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đứng giá. Thị trường giao dịch còn chậm, hiện nhiều địa phương đã thu hoạch gần hết lúa hè thu, riêng Bạc Liêu, Cà Mau còn hơn 50% diện tích. Trước tình hình đó, Bạc Liêu đã thành lập tổ điều phối kết nối tiêu thụ nông sản giúp dân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ở Bạc Liêu sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng không hỗ trợ kịp thời cho dân. Riêng ở Cà Mau, tranh thủ cả ngày lẫn đêm để thu hoạch lúa. Ông Phạm Văn Vững, chủ máy gặt đập liên hợp ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, hiện địa phương thực hiện giãn cách xã hội, phòng dịch, kiểm soát chặt người đi lại, thời tiết không thuận lợi nên dẫn đến tiến độ thu hoạch lúa hè thu trong dân chậm. Chưa kể, những cánh đồng lúa vào mùa thu hoạch rộ nên bà con kêu công cắt lúa rất nhiều. Tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi nên mấy ngày nay tôi cho anh em thu hoạch cả ngày lẫn đêm. Còn trước đó khoảng 5 ngày do có mưa nhiều, ruộng ngập nước, máy cắt không được nên phải nằm đồng một thời gian. Ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch, ông Vững nói. Theo các chủ máy gặt đập liên hợp, tùy lúa đứng hay ngã mà giá công cắt lúa khác nhau. Tuy nhiên hiện tại giá dao động khoảng 320.000 đồng trên 1 hecta, cao hơn vụ trước khoảng 30.000 đồng trên 1 hecta. Theo lý giải của các chủ máy, giá công cắt tăng là do thiếu nhân công, đi lại khó khăn, tốn chi phí xét nghiệm Covid-19. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: nếp vỏ tươi Long An 4.500 đồng đến 4.600 đồng, OM380 giá 4.600 đồng đến 4.800 đồng, OM9582 ở mức 4.800 đồng đến 4.900 đồng, lúa Nhật 4.800 đồng đến 4.900 đồng, lúa Hàm Châu 5.500 đồng đến 5.600 đồng, nếp An Giang loại 3 tháng 4.200 đồng đến 4.400 đồng, IR50404 giá 4.700 đến 4.900 đồng, VNR20 5.700 đến 5.800 đồng, nàng hoa chín 5.800 đồng đến 6.000 đồng, đài thơm 8 5.500 đồng đến 5.600 đồng, OM5451 giá 5.000 đến 5.200 đồng, OM18 giá 5.300 đồng đến 5.500 đồng, OM6976 4.800 đồng đến 4.900 đồng, OM4900 5.200 đến 5.400 đồng, RVT 5.800 đến 5.900 đồng, ST24 6.000 đến 6.200 đồng, nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng, OM6976 khô 6.500 đồng, IR50404 khô 5.400 đến 5.500 đồng, lúa ST24 khô 7.900 đến 8.000 đồng, RVT khô 6.700 đến 6.800 đồng, lúa khô OM18 5.700 đến 5.800 đồng. Quý bà con lưu ý, giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Và hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang còn rất phức tạp, hãy cố gắng thực hiện 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân của mình cũng như là gia đình của mình là trên hết nha quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con đã lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin cảm ơn và xin chào.